A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 47 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay để diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức được ghi ở phần mô tả của video. Và đặc biệt là các bạn ở nước ngoài đã có thể donate qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chatbox của các bạn ở trên trình livestream hoặc là trình công chiếu. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 47. Chương 263. Mời về luyện khí. Sau khi Diệp Đình Vân trở thành đan sư linh cấp, Tô Tình ra mặt mời y về làm khách khanh trưởng lão ở liễu gia phụ thân người nghĩ diệp đình vân này thế nào tô dịch có mấy phần thưởng thức nói là một hạt giống tốt đấy đáng tiếc một thời gian ngắn nữa ta phải bế quan nếu không ta có thể cân nhắc thu nhận hắn làm đồ đẻ đó tô tình nghe thế vậy gật đầu như hiện tại cũng tốt lăng thiên tông cũng không thiếu một đan linh sư linh cấp nhưng liễu gia có một khách khanh đan linh sư ngược lại sẽ giúp không ít tô tình biết rất nhiều người ở lăng thiên tông muốn làm đồ đệ của tô dịch thế nhưng lão chê những người này tư chất kém cho nên cũng chưa để mắt tới ai dù vậy những năm gần đây tông môn vẫn chăm chỉ giới thiệu người mới cho lão hiện giờ tô dịch thình lình nhận một đệ tử lai lịch không rõ ràng chỉ sợ người của lăng thiên tông khẳng định là sẽ có ý kiến Tô dịch lắc đầu cười nói Tiểu nữ bướng bỉnh Có lẽ cũng chỉ biết đến như vậy Ai người đó Sau khi gả vào liễu gia rồi Thì lúc nào cũng một liễu gia Hai liễu gia Ai Tô tình lúng túng Cha, cha nói bậy cái gì vậy Lần này ta đến đây phát hiện A à, Ngọc đã trưởng thành hơn không ít. Tô Tình nghe thế vậy gật đầu, nét mặt phức tạp. Dạ vâng, đúng là như vậy. Ngồi bên kia, Diệp Đình Vân lật thẻ Ngọc, tâm trạng hưng phấn. Này, đây là tô tiền bối cho đó phải không? Giang Thứ Bạch hỏi. Diệp Đình Vân gật đầu, ở trong thẻ Ngọc có ghi lại các tâm đắc trong khi luyện đan của tô dịch. Đối với Diệp Đình Vân thì kinh nghiệm của đan sư huyền cấp là báu vật vô giá. Thẻ ngọc ghi chép không ít giúp cho y rất nhiều. Có thẻ ngọc này, y sẽ giảm bớt được nhiều khó khăn. Có thứ này rồi, ta phải nghiên cứu rất lâu. Giang Thế Bạch nghe vậy bất ngờ. Này, tô tiền bối có vẻ cũng dễ nói chuyện đó chứ. Diệp Đình Vân cười cười. Đó là nhờ phúc của Liễu Ngọc. Ngày hôm qua có không biết bao nhiêu người vì được tham gia party ở Liễu Gia và gặp mặt tô tiền bối một lần mà tốn không biết bao nhiêu tâm cơ. Biết bao nhiêu người dốc hết toàn bộ vốn liếng vốn dựa vào quan hệ với liễu gia mà chẳng được cái gì giang thế bạch lấy ra một bình đan dược tô tiền bối cũng thật hào phóng đó ông ta cho ta hai bình đan dược linh cấp để tăng tu vi đó tô tiền bối cũng cho ta hai bình tô dịch tặng đan dược linh cấp cao cấp có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao thực lực một viên đan dược có giá trị không nhỏ quan trọng nhất là đan dược cao cấp như vậy cũng chẳng có mấy đan sư có thể luyện được người thì không đủ trình độ người thì không có phương pháp điều chế. Diệp Đình Vân hoài nghi tính cách phá cách của Liễu Ngọc thật sự là học từ Tô Dịch. Mấy ngày nay các trưởng lão Liễu gia và tiểu bối tranh nhau xuất hiện trước mặt của Tô lão đầu, nghe nói chỉ cần có người hợp mắt lão là sẽ tặng được tặng một viên đan dược. Tiểu bối ở Liễu gia cũng ra sức biểu hiện, không ai muốn thua kém người khác. Nhiều tu sĩ sau khi nhận được đan dược, nhao nhao bế quan, đến khi xuất quan thì thực lực đã tăng lên không ít. Kỳ ngộ của Liễu Gia khiến cho các gia tộc còn lại ở Thương Minh mơ ước không thôi. Tại Mạc Gia, Mạc Hùng nóng nảy. Tổ tiền bối đã đến hơn 10 ngày, nghe nói là lão sắp quay về Lăng Thiên Tông. Mạc Đông cao mày nhưng không đáp. Mạc Hùng buồn bã, tuổi tác của lão cũng đã lớn, đã qua thời kỳ tốt nhất để tiến vào động thiên cảnh. Thế nhưng chỉ cần có đủ tài nguyên thì vẫn còn có hy vọng, mà lão cũng không thể trông cậy vào gia tộc này. Mặc dù mạc gia có tài nguyên phong phú Nhưng gia tộc đông người Các trưởng lão có khuynh hướng Là dùng tài nguyên để bồi dưỡng người trẻ tuổi có tư chất tốt Nếu như có thể lấy được một viên tẩy tủy đan từ tô tiền bối Thì ông ta có cơ hội thăng cấp Mạc Hùng thầm thở dài Sớm biết sẽ náo thành đến mức độ này Thì thà trước kia Cũng chẳng đến vùng rừng núi làm gì Không lấy được thứ tốt Còn đắc tội với tô ra Còn trải chàng nghe nói diệp đình vân hợp mắt tổ tiền bối hiện đã trở thành một đan linh sư mạc hùng cảm thán mạc đông mặt lạnh lẽo thứ như đan dược dù cho nhiều đến cỡ nào thì cũng một ngày dùng hết nhưng nếu như bản thân trở thành một đan linh sư thì lại khác muốn dược liệu gì thì sẽ có người tự động dâng đến cửa muốn có đan dược thì tự luyện chế đan sư phàm cấp nhiều đếm không hết nhưng đan linh sư thì lại khác vượt qua ngưỡng cửa linh sư sẽ được đãi ngộ khác biệt như trên trời dưới đất vậy quả thật là mạc đông cũng đố kỵ với diệp đình vân dù ngoài miệng không có nói nhưng hắn cũng rất hối hận nếu biết không có sự việc xảy ra ở rừng núi có lẽ hắn đã dẫn đến được dẫn đến giới thiệu trước mặt của tô lão dựa vào tình cảm của liễu ngọc đối với hắn muốn xin mấy viên đan dược dễ như trở bàn tay gần đây mạc gia có hai tiểu bố trẻ tuổi danh tiếng đang thịnh uy thế đã vượt qua hắn Gia tộc cũng cắt giảm tài nguyên cho hắn Mạc Đông rất thù mấy trưởng lão Gió chiều nào xoay chiều ấy Thế nhưng gần đây mấy người cùng thế hệ trẻ Lại còn châm chọc khiêu khích Chào phúng hắn mỗi khi gặp Làm cho hắn rất khó chịu ấm ức Mạc Đông muốn tìm người đổ tội Để đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên Ai ngờ Lại phát hiện không ai muốn ghép đội với hắn cả Chuyện hắn bỏ mặc liễu ngọc mà chạy Đã lan truyền ra khắp nơi Những người vốn huynh huynh đệ đệ Bây giờ đều đã né tránh sợ như là bị nhiễm bệnh dịch. Mạc Đông sám mặt, cảm thấy gần đây mọi việc không được thuận lợi, cái lũ khốn kiếp. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nếu như sau này hắn ngóc đầu trỗi dậy được, thì nhất định sẽ đến cho bọn này một bài học. Mạc Hùng còn muốn khuyên Mạc Đông vài câu, nhưng thấy nét mặt của con trai như vậy đành thôi. Quan hệ giữa con trai và Liễu Ngọc căng thẳng như thế, lại không thể làm dịu trước khi tô tưởng trưởng lão đến. Hiện tại người đến thì cũng đã đến, vớ vẩn lợn lành thành lợn què thì lại càng tệ tô dịch ở lại liễu gia mấy ngày rồi về lăng thiên tông lão vừa đi thì bầu không khí ở thương minh cũng dịu lại thuật luyện đan của diệp đình vân tiến bộ vững vàng từng bước cách một thời gian lại bán ra đan dược thu được một khoản không nhỏ giang thế bạch cũng không có ngồi dỗi hắn dựa vào tinh luyện kim loại mà mỗi ngày thu được kha khá có nhiều tài nguyên tu luyện hỗ trợ tu vi của hai người cũng nhanh chóng tăng lên vượt bậc tại mạnh ra tiểu thư tô đan sư đi rồi một thị nữ nói ta biết mạnh nhân ngọc thầm nghĩ mấy ngày nay danh tiếng của liễu gia lan truyền khắp nơi thị nữ nhíu mày thầm cảm thấy may mắn may mà tô tiền bối đi đó nếu như ông ta còn ở lại thương minh thì mấy người nhà họ liễu càng ngông cuồng không giới hạn đó mạnh nhân ngọc cũng thầm thở phào nhẹ nhõm từ khi tô dịch đến cô ta luôn lo đối phương sẽ động thủ cũng may là đại nhân vật như tô dịch thì cũng khinh thường những tiểu nhân vật cho nên cũng chẳng so đo chuyện xảy ra ở vùng núi cứ như vậy chìm vào quá khứ Thị nữ lắc lắc đầu Tiểu thư lần này là Liễu Ngọc không để ý đến Mạc Đông nữa Mạnh Nhân Ngọc hít sâu một hơi Xem ra chuyện ở Man Hoang đã chọc giận Liễu Ngọc Có thể là lý do nằm ở hai tên ngoại lai kia Mọi nghe nói một tên đã lọt vào mắt xanh của Tô Đan Sư Được chỉ điểm đan thuật Hiện đã là đan sư linh cấp đó Tiếc là đột Tô Đan Sư không có thu hắn làm đồ đệ Nếu như được Tô Đan Sư thu nhận làm đồ đệ Thì thật sự là một bước lên mây đó Mạnh Nhan Ngọc lắc đầu Đại sư thu đồ đệ Điều kiện rất hà khắc Đâu có đơn giản như vậy đâu Thị nữ cũng khẽ gật đầu Nhưng dù vậy chắc chắn hắn đã có không ít thứ tốt tổ tiền bối đúng là có tiếng hào phóng mà Mạnh Nhan Ngọc hít sâu một hơi Trong lòng ghen tị với Liễu Ngọc Nếu như cô ta cũng giống như Liễu Ngọc Có một ông ngoại là đan sư Thì mọi việc thuận lợi Cô ta cần gì phải cực khổ tìm kiếm tài nguyên tu luyện như vậy Ở luyện khí đường Ngươi đi đâu vậy? Triệu thất ở bên đó có việc tìm ngươi đó. Diệp Đình Vân nói với Giang Thiếu Bạch. Tìm ta có chuyện gì? Ta không biết. Chắc là tìm ngươi rèn sắt đó. Giang Thiếu Bạch lại cho rằng là triệu thất tìm hắn là vì sắt tinh khiết hắn đã tinh luyện trước đó. Sắt tinh khiết không tính là nguyên liệu đặc biệt xuất chúng gì. Có điều hàm lượng tạp chất một phần ngàn thì giá trị vẫn không nhỏ. Giang Thiếu, cuối cùng ngươi đã về. Triệu thất nhìn thấy Giang Thiếu Bạch lập tức hành lễ. À là thất huynh. Đã lâu không gặp Có chuyện gì sao à, Ta thay mặt liễu ngâm trưởng lão đến Không biết là Giang Thiếu có hứng thú với luyện khí hay không Giang Thiếu Bạch cười nói Ta thấy luyện khí vất vả quá Ta không muốn học nữa à, Nhưng rõ ràng là Giang Thiếu đã từng nói Người là người có lòng kiên trì Có nghị lực Đến đây thì Giang Thiếu Bạch trừng mắt Cũng không thấy nóng mặt Mà không thèm để ý Là nói lúc trẻ tuổi Là khí tịnh Làm sao có thể coi là thật Triệu thất âm thầm trợn mắt Lời nói lúc tuổi trẻ khí vượng Câu này của Giang Thứ Bạch nghe như một ông cụ non Giống như qua mấy tháng nữa Hắn sẽ không còn trẻ Vậy mà đã nhìn thấu bão táp nhân gian sao Giang Thiếu Luyện khí không đơn giản Nhưng cũng chắc chắn là dễ hơn luyện đan Mà luyện khí sư cũng rất được tôn quý Với thiên phú của ngài Thì nhất định có thể trở thành một luyện khí sư xuất sắc Vạn người ngưỡng mộ Giang Thiếu Bạch cười nói Triệu Huỳnh nói đùa Luyện khí nào có đơn giản đâu Cực, cực khổ khổ mấy năm, phòng trừng cũng chẳng thu hoạch được gì. ta nghe nói có luyện khí sư làm hỏng vật liệu của khách, vậy là bị lém luôn vào trong lò luyện đó. Triệu Thất nghe vậy thì cạn lời. Y khuyên Giang Thế Bạch một lúc lâu, cuối cùng thấy Liễu Ngọc đến. "Ơ Triệu Thất, người cũng ở đây sao?" Liễu Ngọc lên tiếng chào hỏi. ạ à, thiếu gia." "Ờ à, ta đến lấy đan dược đó." Diệp Đình Vân nói, "Một lát nữa ta đưa cho ngươi." "Triệu Thất, ngươi đến đây làm gì vậy?" Giang Thế Bạch cười cười. Hắn đến để khuyên ta dấn thân vào sự nghiệp luyện khí đó. Nhưng hiện tại ta đã có mục tiêu cao cả hơn. Liễu Ngọc tò mò. Ê, là gì vậy Giang Tiên Sinh? Là trợ thủ giúp Đình Vân. Chờ đến khi hắn trở thành đan sư huyền cấp như Tô Tiền Bối. Thì ta không cần phải phát sầu nữa. Triệu thất nghe vậy âm thầm trợn mắt. Còn tưởng Giang Thế Bạch có ý tưởng gì to lớn. Kết quả là ăn bám. Đã ăn bám rồi còn mặt mũi nói lời đại nghĩa. Liễu Ngọc cười cười, Ê, ta thấy luyện khí cũng chẳng có gì hay cả ngày trông coi cái lò lửa binh binh bang bang đó. Trước đây có một tộc huynh không cẩn thận. Giang Thế Bạch nghe vậy liền nhớ mày, không cẩn thận làm sao vậy? Liễu Ngọc cười gượng, Ê, bị lửa đốt cháy bỏng nửa người dưới đó, đành phải cầu y hỏi thuốc bốn phương đó. Giang Thế Bạch nghĩ, xem ra là nghề luyện khí cũng là nghề có độ nguy hiểm rất cao. Ở trong tộc có nhiều người thích luyện khí Vì sự việc của tộc huynh cho nên đệ tử Bằng lòng đi theo tứ thúc học luyện khí càng ngày càng ít Cho nên tứ khúc thúc tức giận Cho rằng là chúng ta được nuông chiều từ bé không chịu được cực khổ đó Liễu Ngọc lắc đầu nói tiếp Giang Thế Bạch cảm thán không thôi Không ngờ luyện khí lại nguy hiểm như vậy Đúng là không tưởng tượng nổi Triệu thất cười cười Liễu Ngọc thiếu già Luyện khí đâu có như người nói thì... Triệu thất cao mày trong lòng phiền muộn hứng thú của giang thiếu bạch với luyện khí vốn dĩ là không có lớn đã vậy đại thiếu gia không giúp thì thôi còn ở đây cản trở như vậy làm sao mà y thuyết phục được giang thiếu bạch đây chương hai trăm sáu mươi bốn bí cảnh triệu thất kích động tiếp tục khuyên bảo triệu thất ê rốt cuộc là có cái chuyện gì vậy sao người cứ khăng khăng khuyên giang thiếu bạch làm luyện khí vậy triệu thất lúng túng À, là có hứng thú với luyện khí thì có cái gì không tốt đâu liễu ngọc quay đầu tùy tiện ê ta thấy không phải như vậy đó ta cho rằng ngươi sống một đời quan trọng là vui vẻ là được rồi đừng có cố gắng làm những điều mình không thích giống như ông ngoại khuyên ta làm đan sư nhưng mà ta không thích đó ông ngoại cũng đâu có ép ta đâu triệu thất nghe liễu ngọc nói mà trợn mắt đại thiếu gia như y đúng là không biết mùi khổ cực của nhân gian Liễu Ngọc xuất thân thế gia, có thể thích làm gì thì làm, lại coi mọi người cũng giống như mình sao? Triệu Huynh, có phải người có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Giang Thiếu Bạch hỏi. Triệu Thất cười xấu hổ. Gần đây Liễu Ngâm đang luyện pháp khí, thành linh cần sắt có độ tinh khiết cao. Vì tranh công, Triệu Thất đưa sắt tinh khiết mà Giang Thiếu Bạch đã luyện. Kết quả Liễu Ngâm dễ dàng tra ra được năng lực của Giang Thiếu Bạch. Liễu Ngâm mắng Triệu Thất một trận hỏi y tại sao lại không ra sớm báo cáo triệu thất cống hiến sắt tinh khiết mà lại chẳng được thứ gì tốt trái lại còn bị giáng chức liễu ngâm bảo y phải đi mời được giang thiếu bạch về nếu không sẽ trục xuất ra khỏi liễu gia hiện tại triệu thất hàm hồ đáp là liễu ngâm đã biết năng lực luyện kim của giang thiếu bạch lão kinh động như là gặp thần tiên ở trên trời vì vậy muốn nhận giang thiếu bạch làm đồ đệ liễu ngọc ngạc nhiên là tứ thúc muốn nhận giang thiếu làm đồ đệ sao triệu thất khẽ gật đầu ờ à, đúng vậy đó liễu ngọc nhíu mày ê tứ thúc thật là chậm chạp lúc giang tiên sinh đã không hứng thú với luyện khí rồi thì mới chịu dạy chứ tứ thúc là luyện khí sư vậy mà không hiểu cái đạo lý rèn sắt khi còn nóng chứ diệp đình vân nhìn liễu ngọc mà cạn lời đúng là không sợ đối thủ mạnh mà chỉ sợ đồng đội ngu vừa nhìn là biết triệu thất có lý do đặc biệt cho nên muốn Giang Thiếu Bạch quay về hỗ trợ Thế nhưng có đồng đội ngu là Liễu Ngọc ở đây Nhất định là Triệu Thất rất đau đầu Giang Thiếu Bạch gật đầu nói Là Liễu Thiếu nói rất có lý đó Ây à đúng mà Triệu Thất liên tục mời Cuối cùng Giang Thiếu Bạch cũng đến Liễu ra một chuyến Giúp Liễu Ngâm tinh luyện kim loại Thật ra thì hắn vẫn có hứng thú với luật luyện Thuật luyện khí của Liễu Ngâm Đã học được không ít từ đối phương kim võ hồn đúng là thần khí. Liễu Ngâm nhìn khối hồng nham thiết đang biến đổi hình dạng trên tay của Giang Thiếu Bạch, không nhịn được mà thở phạm dài cảm thán. Trong mấy ngày này, Liễu Ngâm đã cảm thán câu này không biết bao nhiêu lần. Bản thân lão là người đam mê với luyện khí. Mỗi một lần nhìn thấy năng lực của Giang Thiếu Bạch, lão đều không ngừng ao ước. Nếu như người dẫn thân vào nghiệp luyện khí, có lẽ chưa đầy 10 năm, người có thể trở thành một luyện khí sư đâu Giang Thế Bạch nghe vậy liền lắc đầu Ta chỉ có hứng thú với luyện khí thôi Ta không muốn luyện khí cả ngày đâu Hãy làm việc là phải truyền chú ở Chân trong chân ngoài Không làm lên chuyện à. Giang Thế Bạch khẽ gật đầu Tiền bối nói đúng Chẳng qua tính tình ta đã như vậy Không dễ dàng thay đổi Liễu ngâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép Dường như rất ghét hành vi lãng phí thiên phú của hắn giang thế bạch vờ như không thấy ánh mắt của ông ta bình thản nhiệm vụ của ta hôm nay đã xong lão gật đầu ném cho một cái thẻ ngọc trong thẻ ghi chép truyền thừa thuật luyện khí sau khi giang thế bạch quay lại luyện khí đường đã thành hiệp nghị với liễu ngâm hắn giúp lão tinh luyện kim loại ngược lại lão dạy cho hắn biết kiến thức liên quan đến luyện khí có nhiều điểm mấu chốt nhập môn luyện khí là cơ mật của luyện khí sư dưới tình huống bình thường hắn sẽ không học được ra khỏi luyện khí đường Giang Thế Bạch quay về Này Người luyện chế được súng lục sao Diệp Đình Vân hỏi Giang Thế Bạch gật đầu Hắn đã thử nghiên cứu Đôi Diễm Châu và Hỏa Diễm Châu Của thế giới này Xét theo một trình độ nào đó Thì các loại châu kia phát nổ Tính chất giống như lựu đạn Ở thời hiện đại Uy lực cũng không có kém Nhưng lại không cần tiêu hao nguyên lực Khuyết điểm lại rõ ràng Là không dễ khống chế độ chính xác nếu như rơi vào tay người như liễu ngọc thì quả thật có khi còn hại thân sau đó hắn dùng một số vật liệu ở dị giới nghiên cứu chế tạo ra súng lại tham khảo thêm lý thuyết về chế tạo vũ khí ở thời hiện đại uy lực của khẩu súng cũng không tồi viên đạn bắn ra gây nổ có thể dùng đối phó với tu sĩ động thiên cảnh hiệu quả hẳn là rất tốt ta nghe nói tứ thúc của liễu ngọc rất thích ngươi muốn thu ngươi làm đồ đệ diệp đình vân hỏi đúng là vậy đó nhưng ta từ chối Tại sao vậy? Vì trình độ của ông ta không đủ cao đâu. Ngươi thù ô sao? Giang Thế Bạch nghiêng đầu Đúng vậy đó Một thiên tài như hắn mà bị coi là bất tài Liễu ngâm đúng là có mắt không chồng Ta cảm giác gần đây tu luyện của ta như là gặp bình cảnh Giang Thế Bạch cao mày Ta cũng đang bị kẹt Ở đỉnh của sơ kỳ độc thiên cảnh đó sau khi hai người đến động thiên cảnh Rời khỏi hổ nha trại Thời gian hai người đi không lâu Trong một thời gian ngắn ngủi mà đã tu luyện đến đỉnh của sơ kỳ Đã là quá nhanh Có điều đối với Giang Thiếu Bạch Tu vi đình trệ làm cho hắn toàn thân khó chịu Ta nghe nói Có một bí cảnh lớn sắp mở ra Gọi là bí cảnh thiên tinh Mấy ngày trước Ở trong thương minh có đấu giá một lệnh bài Ra 312 vạn Diệp Đình Vân thở dài đắt như vậy đúng là làm cho người ta đau đầu. Giang theo Bạch cao mày, nghe nói bí cảnh thiên tinh là có tài nguyên phong phú, bên trong còn có vô số cơ duyên, nếu như may mắn có thể nhận được truyền thừa. Tuy nhiên tỷ lệ nguy hiểm cũng rất cao và tử vong cũng rất lớn. Đương nhiên nếu như có thể bình yên mà đi ra thì thu hoạch vô cùng. Đáng tiếc là lệnh bài đều bị các tông môn chia nhau, rất ít lệnh bài được đến tay của tán tu. Giang Thế Bạch thở dài nói Người nghĩ xem Chúng ta có nên đi ra ngoài tìm cơ duyên không Tu Vi đã đạt đến bình cảnh Chỉ có trông chờ Đóng cửa ở nhà khổ tu thì không được Ra ngoài rèn luyện một chút Có thể biết đâu có được thu hoạch bất ngờ Không cần nghĩ đến bí cảnh Có tài nguyên phong phú như thiên tinh Nhưng cũng vẫn rất có nhiều nơi Có thể tìm kiếm được cơ duyên Cũng được Chúng ta muốn đi chuẩn bị Đồ đi nhiều một chút đó Đi ra ngoài rèn luyện phải chuẩn bị vài loại đan dược, khôi phục nguyên khí, trị thương, giải độc. Tất cả đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Pháp khí thuấn di cũng nên chuẩn bị một chút, vào thời điểm mấu chốt có thể cứu được cái một mạng. Kế đó Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân chuẩn bị ra ngoài rèn luyện. Lúc này trên bầu trời của Thương Minh đột nhiên xuất hiện một trận mưa sao băng rồn rập. Kéo theo cái trận mưa sao băng kinh hoàng đó thì tất cả mọi nơi đều dường như là bị chấn động ẩm ý. Liễu Ngọc tìm đến Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân Này Người hỏi chúng ta có muốn đi vào bí cảnh thiên tinh Giang Thiếu Bạch kỳ quái Liễu Ngọc gật đầu Đừng nhìn ta muốn đi Nhưng chúng ta không có không có thẻ bài đó Liễu Ngọc cười cười he, <laughs> Đừng có lo ta có đó Người lấy thẻ bài từ đâu Thương mình bán đâu giá Dường như đã bị một đoàn tán tu toàn đan mua Liễu Ngọc đáp Ê là ông ngoại cho đó theo lý mà nói bí cảnh thiên tinh mở ra vào 5 năm nữa, lần trước ông ngoại đến có cho ta lệnh bài dặn ta tu luyện nghiêm chỉnh, trước khi bí cảnh mở ra phải đến trung kỳ động thiên, <laughs> nhưng mà có điều hiện tại thì xem như không kịp dấu giang Thế Bạch trừng mắt. Thẻ bài này rất quý hiếm, Liễu ra không đi sao? Ấy đương nhiên là người Liễu gia muốn đi nhưng ta không muốn dẫn bọn họ đi đó. Diệp Đình Vân cao mày Ngươi đưa thể bài cho chúng ta Trưởng lão của Liễu Gia sẽ phản đối Theo hiểu biết của y Bí cảnh thiên tinh có cấm chế Chỉ những người 30 tuổi trở xuống Và cấp toàn đan trở xuống mới có thể vào Rõ ràng cha của Liễu Ngọc tuổi tác không phù hợp Nhưng Liễu Gia cũng có không ít người trẻ tuổi kiệt xuất ấy không đâu Lệnh bài này ta không nói cho người của Liễu Gia Ông ngoại dự định là năm sau sẽ chọn hai tu sĩ cùng vào bí cảnh với ta đó. Nếu mà lão không tìm được người thích hợp thì để ta tự tìm đây, không ngờ bí cảnh mở sớm, hẳn là ông ngoại đang bế quan giàu. Giang Thế Bạch gãi đầu, cơ hội đưa đến cửa, bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Mặc dù hơi xấu hổ, nhưng Liễu thiếu gia đã không chê chúng ta cản trở, chúng ta sẽ đi cùng Liễu thiếu gia. Ở trong bí cảnh sẽ cố gắng bảo vệ ngươi Chu Toàn. Diệp Đình Vân lên tiếng, quyết định như vậy đây, chúng ta đi nhanh một chút. Với tình huống bình thường thì 15 ngày nữa sau khi mưa sao băng bí cảnh mở ra, chúng ta phải đến Lạc Tinh Lĩnh trong 15 ngày, sau đó kích phát lệnh bài tiến vào bí cảnh đó. Giang Tiếp Bạch thầm nghĩ nên nhanh một chút, chứ nếu như để Liễu Gia biết chuyện, sợ là Liễu Ngọc sẽ phải đổi ý. Mặc dù làm như vậy cũng không phải là tử tế gì, nhưng thời cơ tốt như thế cũng không thể không lo nghĩ chu toàn. Vậy là ba người quyết định cưỡi pháp khí phi hành của Liễu Ngọc rời khỏi Liễu Gia. Tin tức bí cảnh xuất hiện, làm cho khắp nơi sôi sục Lúc bọn Giang Thiếu Bạch đến lạc tình lĩnh thì chỉ còn cách ngày bí cảnh mở ra hơn một ngày. Hình như phía trước có đánh nhau đó, không biết là vì sao vậy. Giang Thiếu Bạch thả ra linh hồn lực nhìn quanh, thấy một đôi thanh niên nam nữ bị mười mấy người truy sát. Thanh niên nhìn mười mấy người đuổi theo tức giận. Này, các người đừng có khinh người quá đáng. Cầu đạt Ngươi đã bị thương Vào trong bí cảnh chỉ có chết Chỉ bằng ngươi giao lệnh bài ra Nam tử áo trắng cầm đầu bên kia nói Người thanh niên bị đuổi giết tức giận Ta chỉ có một lệnh bài Xem các người chia nhau thế nào <laughs> Chỉ cần ngươi giao lệnh bài Còn chia làm sao Thì không cần ngươi nhọc lòng Vậy được Cho ngươi Thanh niên bị đuổi giết Tựa hồ như không thể bảo vệ nổi lệnh bài Cho nên ném ra Giang Thế Bạch đứng xa xa nhìn lệnh bài Giật mình nghĩ Đó là một số tiền khổng lồ Giết người phóng hỏa đai lưng vàng Câu này đúng là không sai Cực khổ kiếm tiền Làm sao mà nhanh được bằng ăn cướp Lệnh bài bị nam tử áo trắng cướp được Bọn tu sĩ khác đỏ mắt Lệnh bài trong tay hắn Cướp lấy Giang Thế Bạch nhanh chóng phát hiện Người bị đuổi giết biến thành nam tử áo trắng Lúc trước đuổi giết người ta Hắn bị bao vây trong trận hỗn chiến Liên tục có người nghe tin mà gia nhập Nhiều tu sĩ nhanh chóng Bị hóa thành thi thể Đối diện với lệnh bài Đám tu sĩ đấy dường như đỏ mắt phát điên Giang Thế Bạch cao mày nói Chúng ta đi Liễu Ngọc gật đầu Bí cảnh còn chưa mở ra đã như vậy So với vẻ phấn khởi khi vừa đến Hiện tại trong lòng của y lo lắng thêm vài phần Trường 265 bọn giang thứ bạch đi vào một quán trà nghỉ ngơi những người không có lệnh bài vẫn cứ đến đây tìm vận may chuyện tranh cướp lệnh bài cũng thường xảy ra người bị cướp thường là đệ tử của những gia tộc nhỏ và một vài tán tu may mắn có được lệnh bài người của các đại tông môn có chỗ dựa vững chắc cho nên người bình thường không dám động chạm càng gần đến lúc mở ra bí cảnh thì bầu không khí càng trở nên khẩn trương tô tiền bối cho liễu ngọc một lệnh bài người của liễu gia cũng không hay biết Người của Lăng Thiên Tông cũng không biết Giang Thiếu Bạch, Diệp Đình Vân và Liễu Ngọc Chỉ giờ vờ đến hóng chuyện Để mở mang kiến thức Thế nên cũng không gây chú ý Xúi quẻ thật Tên khốn cầu đạt dám dùng lệnh bài giả lừa chúng ta Ta đã nghi ngờ vì sao hắn dứt khoát giao lệnh bài như vậy Thì ra đây là đồ giả Về một cái lệnh bài giả Mà mất đi năm đồng đạo Đúng là đại tông môn tốt thật Tông môn có tài nguyên phong phú Ta thấy 9 phần 10 là lệnh bài đã rơi vào tay các đại tông môn không phải sao, những đệ tử tông môn thật là có phúc đó. Liễu Ngọc ở bên đấy nhấp một ngụm trà, nghe bọn tu sĩ thảo luận, trong lòng khẩn trương, bỗng mọi người trở nên xôn xao, không biết là ai hô lên: "Này, người của Thiên Diễn Tông đến." Giang Thế Bạch nhìn lên trời, người của Thiên Diễn Tông cưỡi đại bàng kim sắc bay trên bầu trời, mấy đệ tử đứng thẳng, ống tay áo bay bay, trông khí thế vô cùng. Hắn nhìn đệ tử tông môn bay trên trời, thầm nghĩ mấy người này thật sự là biết làm màu làm mè một tiếng gầm rú từ xa truyền đến nghe như đang khiêu khích con đại bàng vốn đang bay vững vàng bị hù dọa có hai con trao đảo suýt nữa rơi xuống giang thế bạch thấy mấy đệ tử tông môn vốn đang bày ra dáng vẻ oai phong thì loạng choạng có người suýt nữa rơi khỏi thân con đại bàng hoàn toàn mất hết khí chất này người người của thất sát tông lại có người kinh hô Giang Thế Bạch nhìn sang hướng khác, trông thấy có một con đại xà có ba cánh chim đang bay trên không trung. Đại xà tham lam lẻ lưỡi, bộ dáng như rất có hứng thú với con đại bàng của Thiên Diễn Tông. Mấy con đại bàng của Thiên Diễn Tông tức giận trừng mắt, thế nhưng lại sợ uy thế của con đại xà, cho nên cũng không dám manh động. Trưởng lão dẫn đầu Thiên Diễn Tông ngầm đả kích trưởng lão của Thất Sát Tông vài câu. Liễu Ngọc mở to mắt, "Ây a, à, Quả nhiên là thất sát tông rất bá đạo đó Đại lục Vân Hoang Vốn có bốn đại tông môn Thất sát tông thực lực mạnh nhất Đa số đệ tử tu luyện theo con đường giết chóc Hành sự cũng vô cùng bá đạo Những năm qua Lúc bốn đại tông môn quyết đấu Thường là thất sát tông giành giải nhất Sau khi người của thất sát tông đến Linh âm các và lăng thiên tông Cũng lần lượt đến Giang Thế Bạch hít sâu một hơi Thầm nghĩ mấy đại nhân vật thật biết ra oai thích lên sân khấu sau cùng đám mây trên bầu trời tản ra xuyên qua vân vụ giang thứ bạch trông thấy một đại lục cực lớn đang lơ lửng hắn không nghĩ là nó sẽ xuất hiện như vậy là là bí cảnh là bí cảnh mở ra rồi bí cảnh mở ra kia nhìn kia thật sự là các tu sĩ có lệnh bài lần lượt kích phát mỗi một lệnh bài kích phát phóng ra tia sáng đưa mấy tu sĩ vào trong bí cảnh lúc này liễu ngọc cũng đứng dậy kích phát lệnh bài Ba người tiến vào bí cảnh Này Hình như vừa có tu sĩ Sơ kỳ động thiên đi vào Lệnh bài quý giá như vậy Tại sao lại cho tu sĩ sơ kỳ động thiên Thật là đáng tiếc Nếu như sớm biết như vậy Chúng ta có lệnh bài có phải tốt không Khả năng là con cháu của một gia tộc nào đó Đúng là lãng phí là phung phí của trời mà Thật là phung phí mà Biết vậy Chúng ta tìm xem bọn chúng là ai Giết chúng trước mà cướp có phải tốt rồi Giang Thế Bạch, Diệp Đình Vân và Liễu Ngọc bị cuốn vào trong một khu vườn. Giang Thế Bạch nhìn cảnh tượng mà chấn kinh. Này, ở đây quả nhiên là nhiều linh thảo. Liễu Ngọc cũng mở to hai mắt. Ê, hình như đây là dược viên đó. Nhiều linh thảo như vậy mang về gia tộc. Ê, mấy người trong nhà sẽ không oán thầm ta là thằng bất tài, là kẻ ăn không ngồi rồi nữa rồi. Giang Thế Bạch nghe vậy, liền cạn lời. Chúng ta tranh thủ thời gian, bài trừ cấm chế. Sau đó chúng ta nhanh chóng thu thập linh thảo Không có chần chừ nữa Diệp Đình Vân cũng nói Giang Thiếu Bạch và Liễu Ngọc gật đầu Thông qua lệnh bài truyền tống vào trong bí cảnh Vị trí ngẫu nhiên Có thể truyền tống được đến dược viên là may mắn Bọn họ phải nhanh chóng thu linh thảo trước khi người khác đến Tránh cho người ta ghen ghét Có điều dược viên quá nhiều linh thảo Ba người phải mất đến ba ngày mới thu thập xong Liễu Ngọc mang theo mấy cái túi chữ vật Có tác dụng không nhỏ Túi nào cũng nhét đầy. Túi chứa vật mà Giang Thiếu Bạch mang theo lại quá nhỏ. Cho nên đa số linh thảo đều về tống vào bụng của Đa Đa. Thầm nghĩ, may là mấy ngày nay không gian trong người Đa Đa đã mở rộng. Nếu không nhiều linh thảo như vậy, chỉ có thể nhìn mà không thể mang đi. Này, hình như ở bên ngoài có tranh chấp đó. Một tia pháo hoa bay lên trời, liễu ngọc nhíu mày. Là tín hiệu cầu cứu của âm linh các. Thật là kỳ quái. Mới vào mà đã đi cứu viện... Bí cảnh có tỷ lệ tử tử vong cực cao, nhưng theo lý mà nói, mấy ngày đầu tiên thì tỷ lệ nguy hiểm còn thấp, bình thường người gặp nạn trước chính là các tán tu chứ không phải là đệ tử của tông môn. Chúng ta đi qua xem một chút. Giang Thế Bạch hưng phấn, Liễu Ngọc cũng gật đầu. Nơi phát ra tín hiệu cách dược viên không xa, ba người nhanh chóng chạy đến. Một thiếu nữ ăn mặc trang phục màu tím, cả người đang dùng những âm thanh của tiếng đàn dệt thành một vòng bảo hộ bảo vệ nàng và bốn nữ tu khác có hai nam tu sĩ mặc áo bào màu đen đang tấn công vòng kết giới dưới sự tấn công dữ dội vòng kết giới được dệt bằng tiếng đàn kia lung lay như muốn vỡ giang thế bạch nhìn cây đàn ở trong tay nữ tu kia mà sáng mắt thầm nghĩ hẳn là linh khí cực phẩm có giá trị không nhỏ hắn phát hiện hai người đàn ông đang tấn công kia cũng không phải quá hung mãnh trái lại giống như là mèo đang vờn chuột vậy hình như đó là sư tỷ kỷ thư âm của âm linh các đó liễu ngọc nói người biết cô ta sao cô ta rất nổi tiếng sao kỷ thư âm là mỹ nữ đệ nhất của âm linh các à giang thế bạch quay đầu nhìn mỹ nữ ở trong vòng bảo hộ phát hiện dung mạo của nàng rất xuất chúng hắn nghe nói tông môn âm linh các này thích nhận nữ tu dung mạo xuất chúng là được từ chất kém cũng không sao không biết là ai mà nghĩ ra chứ này mấy sương muội ngoan ngoãn mà đầu hàng đi <laughs> làm gì mà phải cố kháng cự làm gì đến trời mới xong phi với sư huynh có phải là càng vui hay sao một nữ tu xinh đẹp tức giận cả môn ngoại đạo người người chu diệt liễu ngọc ở bên kia siết nắm tay ây à, thật là quá đáng chúng ta đến giúp họ chứ giang thế bạch nhìn y thầm nghĩ rõ ràng là liễu ngọc thích đàn ông không ngờ lại muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân Cuối cùng Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch theo Liễu Ngọc xông ra. Kỷ Thư Âm đang chật vật duy trì kết giới, nhìn thấy bọn Giang Thiếu Bạch đến, đầu tiên là mừng rỡ, nhưng sau khi thấy Tu Vi chỉ sơ kỳ, nét mặt ảm đạm. Sư đệ, có mấy tên đến quấy rối, xử lý chúng. Tên nam tử trẻ tuổi quát. Một tên khác mắt hình tam giác lập tức gật đầu, lấy ra một lá cờ, vung về phía ba người. Ê, là cờ âm quỷ. Liễu Ngọc Kinh hãi kêu lên, các sư đệ Giữ vững tinh thần Cờ quỷ này rất quái dị đó Tăng Vi vội vàng kêu lên Giang Thiếu Bạch cũng cảm nhận được âm khí nặng nề đập vào mặt Bụng của hắn bỗng sôi lên ủng ục Diệp Đình Vân nghe tiếng bụng hắn kêu Lập tức buông lòng Ngàn vạn âm quỷ nhào tới Thế nhưng giống như băng tuyết gặp ánh mặt trời Bỗng chốc tiêu tan Cờ âm quỷ thả ra âm khí tấn công Bị Giang Thiếu Bạch hút hết Hắn cảm thấy khi đã no chừng ba phần Liễu Ngọc nhíu mày kỳ quái À, uy lực không phải là rất lớn Ây hù chết ta rồi y vốn cảm nhận được âm khí bao trùm có cảm giác như đang đối mặt với núi thây bể máu mà cảm giác này khiến cho liễu ngọc muốn tấn công tất cả mọi người bên cạnh nhưng chỉ trong thoáng chốc cảm giác này tan biến liễu ngọc nghĩ có lẽ cờ âm quỷ chỉ là hư trương có khả năng chỉ là sấm chớp thôi làm y sợ bóng sợ gió một trận các các người người đàn ông đang cầm cờ âm quỷ nghe liễu ngọc nói thế mà tức muốn học máu liễu ngọc chỉ nói ra suy nghĩ thật lòng thế nhưng nghe vào tai đối phương thì giống như là chào phúng cờ âm quỷ có tác dụng mê hoặc tâm trí quấy nhiễu tinh thần ở trong mắt của gã thì ba người liễu ngọc chỉ là sơ kỳ động thiên chắc chắn là phải bị cờ âm quỷ ảnh hưởng mà giết hại lẫn nhau mới đúng kết quả ba người không có làm sao trái lại cờ âm quỷ không biết vì lý do gì mà mất đi uy lực người người đi chết đi tên mắt tam giác cầm cờ âm quỷ vung lên liễu ngọc lại nhìn thấy vạn quỷ hiện hình cảnh chúng quỷ tụ lại trông rất đáng sợ thế nhưng khi mà quỷ ảnh ập đến họ một lần nữa thì lại lập tức tan biến chỉ trong giây lát giang thế bạch hấp thu âm khí lần thứ hai lại thêm được một bữa ăn no hắn cảm thấy lần này đã phải no đến cỡ bảy phần Cờ âm quỷ trong tay của tên kia xuất hiện vô số vết nứt Cờ âm quỷ vốn làm cho người ta mê man tâm trí Chỉ bằng một cái liếc mắt bỗng nhiên trở nên thật tầm thường Người, người, người hủy pháp khí của ta hả? Tên kia gào lên tức giận Liễu Ngọc cũng không hiểu Ây da, à, đó là pháp khí tiêu hao dùng mấy lần thì đương nhiên là hỏng rồi Thật ra nãy giờ y không hiểu Thấy đối phương vung lá cờ thì có rất nhiều âm quỷ sông đến sau đó lại tan biến dường như chỉ là nhìn rất đáng sợ ngoại trừ dọa người thì chẳng có tác dụng gì pháp khí như thế nói hỏng là hỏng chẳng có gì đáng tiếc tên kia hét lên một tiếng lấy cây cốt thương đâm về phía ba người giang thế bạch vừa lóe lên trên tay hiện lên một khối phương ấn lập tức sấm sét trên bầu trời đánh lên đùng đùng nghe đinh tai nhức óc giáng thẳng xuống người gã tên kia lập tức bị đối phương đánh cho sấm sét đến thổ huyết giang thế bạch phát hiện uy lực của lôi ấn vượt xa tưởng tượng kế đó hắn gọn gàng linh hoạt dám sấm sét lên người kia hoàn toàn giết chết đối phương mà cướp lấy giới chỉ không gian hắn đeo giới chỉ tâm trạng kích động rốt cục hắn cũng đã có giới chỉ của riêng mình hắn thật sự chịu đựng cái túi chữ vật đủ rồi vừa nhét một chút đã đầy dù đa đa có thể chứa đồ, nhưng lúc muốn lấy đồ từ con chuột ra cũng không có đơn giản. Người, người, người lại dám, người dám. Ta dám làm sao? Người, 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 người dám giết, giết sư đệ ta, người. Tên đàn ông mặt trắng không ngờ, sư đệ lại bị giết chết nhanh như vậy. Thấy sư đệ bị giết, hắn không để ý đến bọn nữ tu của thiên âm các nữa, mà quay sang muốn tập trung toàn thân đối phó với giang thiếu bạch. Giang Thế Bạch lại phóng ra nồi lôi ấn Thay đổi mục tiêu Mà đánh thẳng về phía của tên mặt trắng Đánh đùng một cái Không biết từ bao giờ Diệp Đình Vân thả ra dây leo Quấn lên chân của tên mặt trắng Đối phương run lên một cái Dây leo quấn ở trên người bị đứt thành từng đoạn Nhưng ngay sau đó lại có thêm dây leo quấn tới Giang Thiên Bạch phóng lên sấm sét ầm ầm đánh. Lúc này, nữ tu kia thoát ra, cùng gia nhập vào trong chiến cuộc, bây giờ trở thành 7 đánh 1. Cho dù tên mặt trắng có lợi hại đến cỡ nào đi chăng nữa, thì tứ bề tụ thụ địch chỉ có đành bại dưới tay. Chương 266 giới chỉ không gian. Liễu Ngọc phát hiện ra một chiếc nhẫn không gian và mấy túi chữ vật từ thi thể của tên mặt trắng. Mấy em gái âm linh các lấy các túi chữ vật, còn nhẫn không gian thì thuộc về Liễu Ngọc. đa tạ các vị đã tương trợ. Kỷ thư âm đi tới nói, Liễu Ngọc bình thản, Ê à, đừng có khách sáo. Tỷ tỷ của ta lại là, là người quen đó, cô là Kỷ thư âm sư tỷ phải không? Đúng vậy Sư đệ là Liễu Ngọc Thiếu Gia của Liễu Gia Ê sao biết ta vậy Liễu Thiếu Gia đại danh đình đình Làm sao mà ta không biết Cô ta thẩm nghĩ Liễu Ngọc có một ông ngoại lợi hại như vậy Làm sao có thể không biết Liễu Ngọc chứ Kỳ thư âm chỉ không ngờ Tô tiền bối lại cho phép cháu ngoại duy nhất quý báu Đi vào trong bí cảnh Hai vị này là, là... Giang Thế Bạch vội nói à, Chúng ta là vệ sĩ của thiếu, Liễu Thiếu Gia đó Kỳ thư âm nghe vậy khẽ gật đầu Liễu Ngọc là cháu ngoại của Tô Đan Sư Có hai vệ sĩ cũng không có gì là kỳ quái Cô ta nhìn Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân Nhớ lại chuyện xảy ra mà đang hoài nghi Liệu hai tên này có che giấu Tu Vi hay không nữa Vừa rồi thật sự cảm ơn các vị đã giết bọn kia Nếu không sẽ rất phiền phức hơi à, chuyện nhỏ mà Ta thấy bọn chúng cũng đâu có lợi hại đâu Đứng bên cạnh kỳ thư âm là một nữ tu tên là Lâm Nhiễm Nàng không nhịn được mà lên tiếng Tại sao lại không lợi hại chứ Cờ âm quỷ là cực kỳ lợi hại đó Trước đó đã có mấy sư huynh bị cuốn vào huyễn cảnh Mà tự giết hại lẫn nhau đó Lâm nhiễm nhớ lại mấy sư huynh đã tử vong Mà trong lòng ảm đạm Lúc gặp phải bọn người kia Mấy sư huynh từ thiên diễn tông Bị mê hoặc thần chí Xem đồng môn là kẻ thù Mà giết nhau đến thê thảm Nếu như không có đại sư tỷ dùng tiếng đàn Giúp các nàng tỉnh táo Thì e rằng các nàng cũng theo gót Liễu Ngọc bất ngờ Ê có cái chuyện này sao Đúng vậy đó Nhưng ấy, ta cảm giác lá cờ kia cũng không có lợi hại á Dù lúc đó vừa vung ra có dọa người Nhưng mà chỉ cần điều chỉnh tâm trạng Đừng lo sợ quá mức là được Hề, hey, đó là pháp khí tiêu hao mà dùng mấy lần là hết tác dụng rồi Diệp Đình Vân bình tĩnh đứng bên cạnh không nói Giang Thế Bạch có năng lực quỷ dị Hiện tại, Liễu Ngọc lại giải thích giúp Vừa khéo hai người cũng đỡ phải thanh minh Tăng Vì bất mãn Đây không phải là pháp khí tiêu hao đâu đó là pháp khí thành trường đó loại pháp khí như cờ âm quỷ càng giết nhiều người thì uy lực càng lớn theo lý thuyết thì mấy vị sư huynh của thiên diễn tông cũng không phải là tầm thường cờ âm quỷ hấp thu thần hồn của bọn họ hẳn là phải mạnh hơn chứ liễu ngọc nghe vậy liền ngờ vực ê như vậy sao Kỳ thư âm nhìn nét mặt của liễu ngọc cảm thấy cũng bất đắc dĩ giang thế bạch cười nói có lẽ trước đó gã kia tiêu hào quá nhiều đó khiến cho cờ phát huy bất thường Kỳ thư âm nhíu mày Giờ không phải là lúc thảo luận đâu Lần này chúng ta gặp rắc rối đó Hơi rắc rối gì vậy sư tỷ? Cô ta hít sâu một hơi Lần trước khi bí cảnh mở ra Chỉ có người từ tứ đại tông môn tranh đấu Nhưng lần này thì khác Có người từ nơi khác đến đó Liễu Ngọc cao mày Là hai gã vừa rồi sao Kỳ thư âm gật gật đầu Những người kia từ ngoại vực Thủ đoạn rất kỳ lạ Không coi người địa vực chúng ta ra gì Bọn chúng rất ngâm cuồng không những giấu giếm kế hoạch của chúng tông môn ngoại vực phân chia địa bàn là muốn một mẻ hốt trọn đại lục của chúng ta đó ây còn có cái chuyện này sao tăng vi gật đầu hai gã vừa nãy giết ba tu sĩ thiên diễn tông dễ như trở bàn tay đó nhưng mà ta xem bọn chúng cũng đâu có quá lợi hại à kỷ thư âm nhíu mày muốn phản bác thế nhưng đúng biểu hiện vừa rồi của hai tên kia trước ba người bọn giang thiếu bạch là quá tệ Tăng Vi mới nói thì, Có lẽ chúng bị thương Cũng có thể do chúng quá khinh địch Cho nên bị ảnh hưởng đến chiêu thức Tăng Vi nhìn bọn Liễu Ngọc xác nhận Tu Vi đều là ở sơ kỳ động thiên Cô ta rất hâm mộ vận may của ba người Trong số ba tên đệ tử của thiên diễn tông tử vong Có hai người là hậu kỳ động thiên Một người là đỉnh của động thiên Liễu Ngọc vẫn còn hoài nghi lắc lắc đầu Liễu thiếu gia, ngươi không thể vì vừa rồi gặp may Mà coi những kẻ ngoại lai like không ra gì mỗi người trong chúng đều có rất có bản lĩnh liễu ngọc chớp mắt thầm nghĩ sư tỷ linh âm các lá gan thật là nhỏ tăng vi biết ý nghĩ gì gương mặt lập tức đỏ lên muốn chúng ta tụ hợp với các tu sĩ tông môn khác các vị có muốn đi cùng không kỷ thư âm hỏi diệp đình vân nghĩ rồi đáp chúng ta không đi dù thế lực bên kia có chủ động tấn công chúng ta thế nhưng bí cảnh rộng lớn chỉ cần tìm chỗ trốn là được Ý nghĩ đến họ đến đây để tìm cơ duyên Nếu như mà tụ tập lại Có thể sẽ được bảo vệ Nhưng dựa vào tu vi của họ thì sẽ bị coi thường Không có tiếng nói Giang Thiếu Bạch lại có năng lực đặc biệt Nếu như đi cùng người khác Lúc phân chia chiến lợi phẩm Khẳng định là sẽ có xung đột Diệp Đình Vân nhìn Liễu Ngọc Liễu Thiếu thấy thế nào Liễu Ngọc không cần suy nghĩ mà đáp Ây à họ là vệ sĩ của ta Ta đi với họ chứ Tăng Vi kỳ quái nhìn Liễu Ngọc Cô ta thầm nghĩ là kỳ lạ bình thường thì vệ sĩ phải đi theo thiếu gia vậy mà liễu ngọc lại làm ngược lại thiếu gia đi theo vệ sĩ kỷ thư âm nét mặt cũng khó nhìn bí cảnh thiên tinh nói rộng không rộng ta nghe nói lần này có hóa huyết tông đến người của tông môn này có thể thông qua huyết khí để tìm tu sĩ những tông môn khác khó mà tránh né đó diệp đình vân cười cười đa tạ sư tỷ đã nói kỷ thư âm thấy ba người này không nghe đành phải cùng mấy sư muội đi sư tỷ mấy tiên kia thật là kiêu ngạo đó May mắn giết được tu sĩ ngoại vực Chưa gì đã nghĩ là mình vô địch sao Kỷ thư âm lắc đầu Chưa hẳn là nhờ may mắn đâu Hai hộ vệ của Liễu Ngọc cũng rất kỳ lạ Tăng Vi cũng gật đầu Đúng vậy Không hiểu sao cờ âm quỷ Lại thành linh bị hỏng Theo lý thuyết thì không thể đâu Luyện chế cờ âm quỷ Cần thần hồn Hồn phách mới chết là tốt nhất Tại đại lục của bọn họ Ai dám luyện chế pháp khí này Sẽ trở thành đối tượng bị công đạo công kích Thế nhưng đối với bọn ngoại vực thì luyện chế những thứ như cờ âm quỷ là rất bình thường. Đám tu sĩ ngoại vực dùng pháp khí tà dị thật là đáng sợ." Lâm Kiều chậm rãi nói. "Hình như hai hộ vệ kia không phải là người của Lăng Thiên Tông, ta chưa từng nghe nói Lăng Thiên Tông có người như vậy." Lâm Nhiễm lên tiếng. Tăng Vi cũng cau mày, ba người không nghe khuyên bảo. Bọn chúng gặp may một lần thì là chắc, nhưng lần sau chưa chắc đã may được như vậy đâu." bằng vào tu vi động thiên của bọn họ để xem xem liệu bọn họ sống được bao nhiêu lâu đây. Kỷ Thư âm nhíu mày nói: "Ngươi đừng có nói lung tung, chúng ta nhanh chóng đi tụ họp tìm các tông môn khác." sau khi tách khỏi đệ tử linh âm các diệp đình vân giang thế bạch và liễu ngọc tìm được một sơn động bắt đầu kiểm kê thu hoạch giang thế bạch vận chuyển nguyên khí vừa rồi hắn hấp thu vô số âm khí từ cờ âm quỷ tu vi có dấu hiệu buông lỏng hắn vội nắm chặt thời gian tranh thủ đột phá từ vận hành nguyên lực khiến cho giang thế bạch cảm nhận được âm khí trong người đang chuyển hóa thành nguyên khí âm khí càng ngày càng ít mà nguyên khí càng lúc càng nhiều hắn lén lấy cờ âm quỷ tịch thu ra trong lá cờ âm khí còn sót lại tất cả đều tiến vào trong người của hắn âm khí bị hấp thu hết cờ âm quỷ vỡ tan ây dạ, ta không mở được cái nhẫn này đó liễu ngọc thất vọng diệp đình vân nói để ta liễu ngọc quay sang kính nể ây dạ, diệp tiên sinh linh hồn lực của ngươi thật mạnh đó chủ nhân của cái nhẫn này là người có tu vi đỉnh của động thiên đó linh hồn lực của ngươi hẳn là vượt xa hắn rồi." Diệp Đình Vân cười cười, "Cũng là tạm tạm thôi." So với Giang Thư Bạch thì linh hồn lực của Diệp Đình Vân kém hơn một chút. Liễu Ngọc thầm nghĩ, thảo nào ông ngoại lại khen Diệp Đình Vân đến như vậy. Đối với luyện đan thì linh hồn lực vô cùng quan trọng, có rất nhiều cách tăng tu vi nhưng lại có rất ít cách tăng linh hồn. "Nhẫn không gian này cho ngươi đó." Liễu Ngọc nói Diệp Đình Vân ra lắc lắc đầu Không cần đâu Giang Thiên Bạch đã có nhẫn không gian rồi Ta dùng chung là được Và lại còn có túi chữ vật Thật ra y cũng rất thích nhẫn không gian Thế nhưng hai người bọn họ Được Liễu Ngọc dẫn vào bí cảnh Không thể nào lấy hết đồ tốt của người ta như vậy Ây à, vậy đa tạ Bọn tu sĩ ngoại vực này thật là giàu có đó Chúng ta gặp hai tên đều có không gian giới chỉ Ông ngoại của ta cũng đâu có nhiều nhẫn không gian đâu. Liễu Ngọc yêu thích vuốt về cái nhẫn, y có rất nhiều pháp khí quý giá và cả đan dược, nhưng đều là do cha mẹ và ông ngoại tặng, còn không gian giấy chỉ lần này là do tự y có, đối với Liễu Ngọc là có ý nghĩa rất lớn. Y ngắm nghía cái nhẫn một lúc sau đó phấn khởi Ây à, sư tỷ nói người của hóa huyết tông cũng ở đây Chi bằng chúng ta đi giết bọn chúng <laughs> Chắc chắn cũng có không gian giới chỉ đó Đến lúc đó thì mỗi người chúng ta có một cái rồi Diệp Đình Vân thầm nghĩ Lý tưởng hào hùng này của Liễu Ngọc thật khiến người ta khâm phục Liễu Thiếu y người không sợ sao Hay à, trưởng lão trong nhà luôn nghĩ ta sợ chết Ây ta muốn cho họ biết là ta rất là dũng cảm đó Diệp Đình Vân nghe vậy cạn lời. Giang thế Bạch ngồi bên cạnh đang chìm đắm trong tu luyện, chợt mở mắt. Liễu Ngọc quay sang nhìn hắn, lập tức kinh ngạc trợn mắt. da à, Giang thiếu người người đã lên đến động Thiên Trung kỳ rồi, sao nhanh vậy? Ai à, là đúng vậy đó. Liễu Ngọc vỗ vỗ tay. Ê, vậy là tốt rồi. ấy chúng ta càng có phần nắm chắc có được cái nhẫn không gian thứ ba đâu. Diệp Đình Vân cạn lời Đúng là ăn cướp một lần Thành nghiện Cho dù là người có tài sản khổng lồ như Liễu Ngọc Cũng sẽ bị u mê bởi những thứ đó Trường 267 Lại thêm một tên hàng giòm Tại Liễu Gia Hỏi rõ chưa Liễu Hành lên tiếng Tô Tình gật gật đầu Đã hỏi rõ Cha tình cờ có được lệnh bài vào bí cảnh thiên tinh Lăng Thiên Tông cũng biết chuyện này Cha lén đưa cho A Ngọc Chẳng qua cha không ngờ là bí cảnh lại mở ra sớm như vậy Ý của cha là hy vọng A Ngọc tiến dai vào trong trung kỳ động thiên Nếu như không được Thì sẽ bàn bạc lại Không ngờ bí cảnh thiên tinh Lại mở ra sớm A Ngọc đã dẫn hai tên kia vào trong bí cảnh đó Liễu hành cao mày nói thì... Giàng Thứ Bạch và Diệp Đình Vân Chỉ là sơ kỳ động thiên mà thôi nếu như gặp phải nguy hiểm, khó mà đảm bảo được họ sẽ không Tô Tình thở dài. Người thì cũng đã vào rồi, hiện tại thì hối hận cũng muộn thôi. Trong đó có người của Lăng Thiên Tông, nếu như thật sự gặp rắc rối, có lẽ họ sẽ giúp một tay. Tô Tình thầm nghĩ, nếu như biết chuyện lệnh bài của Liễu gia từ trước, bà ta sợ là phải cho người của Liễu gia một danh ngạch, Liễu gia sẽ cử Liễu Đình đi nhưng bà ta lại không thích đối phương liễu đình có tư chất rất cao thực lực cũng không kém nhưng ở trong lòng của tên này rất ghét con trai của bà ta đi vào trong bí cảnh thì nhất định là sẽ chê cười liễu ngọc gây cản trở không thể trông cậy vào người này được liễu hành nghe vậy đành cười khổ ai à, đành vậy tô tình nói nhưng không trải qua mưa gió thì không trưởng thành được ta đã nghĩ thông cứ để a ngọc đi đi Lần này có lẽ con trai của chúng ta Trở ra sẽ nhất phi trùng thiên nó Liễu Hành cười khổ Nghĩ chỉ cần Liễu Ngọc có thể bình an ra khỏi bí cảnh Đã là tốt lắm Còn gì mà nhất phi trùng thiên Ông ta cũng không có dám mong đợi Tô tình cao mày Cơ duyên hiếm có bày ra trước mắt Dù bà ta biết trước sự tình Thì e rằng vẫn cho Liễu Ngọc vào bí cảnh Chẳng qua đúng là không dễ Chọn người đi cùng dù sao thì giang thế bạch và diệp đình vân đã từng chung hoạn nạn với liễu ngọc ở man hoang có lẽ hai người là lựa chọn không tồi thiếp nghe nói ý, mạnh gia cũng có lệnh bài đồng thời bí mật đưa ba đệ tử của gia tộc vào bí cảnh đó đúng là có chuyện này ba năm trước mạnh gia có được lệnh bài chỉ là vẫn che giấu tin tức đó cái ả mạnh nhan ngọc kia cũng tranh thủ được một danh ngạch liễu hành gật đầu thầm nghĩ tứ đại gia tộc ở Thương Minh đều là những kẻ có thủ đoạn không thể coi thường được. Tại Mạc Gia Mạc Đông, người biết chuyện Liễu Ngọc vào bí cảnh thiên tinh chưa? Mạc Đông thản nhiên, ta không rõ. Lần này bí cảnh thiên tinh mở ra quá gấp, đa số lệnh bài ở trong tay Tông Môn, không ngờ Liễu Ngọc cũng có. Mạc Dũng cảm thán, Mạc Đông lạnh lùng, nghe nói lệnh bài của Liễu Ngọc sau khi Liễu Ngọc mất tích thì liễu gia mới biết y có trước đó ngay cả cha y là liễu hành cũng không biết sự đã đến đây cuối cùng mạc đông hiểu liễu ngọc không phải đang hờn dỗi mà thật sự muốn nhất đao dứt đoạn sau này không có qua lại với mình nữa không biết là liễu ngọc nghĩ cái gì mà dẫn hai tên ngoại lai like kia vào bí cảnh chứ tại sao không dẫn theo người của liễu gia vào chứ mạc dũng lắc đầu mạc tuấn ngồi bên cạnh nói dường như là mấy trưởng lão của liễu gia rất có thành kiến với liễu ngọc có nhiều người vào bí cảnh không có khả năng thay người mà liễu ngọc có hậu trường cứng rắn như vậy dù hắn lựa chọn như thế này thì hắn cũng không sợ các trưởng lão các trưởng lão quá đáng lắm cũng chỉ dám phàn nàn vài câu rốt cuộc hắn là cháu trai của ai chứ này hai cái tên kia đã mê hoặc liễu ngọc kiểu gì vậy ở trong bí cảnh thiên tình có vô số cơ duyên nhưng nguy hiểm cũng trùng trùng mạc đông thầm nghĩ liễu ngọc mới chỉ sơ kỳ động thiên lại đi tìm hai tên sơ kỳ khác hỗ trợ. Tu vi của ba tên này mà đi vào bí cảnh sẽ đứng ở tầng chót, chỉ sợ còn không ra nổi. Nếu như Liễu Ngọc chết trong bí cảnh thì cho dù Giang Thư Bạch và Diệp Đình Vân có may mắn ra được cũng không thoát khỏi sự truy sát của Tô lão đầu. Mặc dù Mạc Đông nghĩ như vậy, nhưng đối với việc Giang Thư Bạch và Diệp Đình Vân có thể đi vào bí cảnh khiến cho hắn vẫn đố kỵ. Cơ duyên bày ra trước mắt, dù nguy hiểm một chút nhưng chỉ cần có cơ hội thì hắn tin ai cũng sẽ sẵn lòng hơn phần nửa trưởng lão của toàn đan của bốn đại tông môn đều đã là từng người, đã từng là những người đi qua bí cảnh nếu hắn có thể đi vào sẽ có hy vọng trở thành một tu sĩ toàn đan mặc Đông siết chặt nắm tay là vô cùng tức giận cảm thấy trong tim cầu rút đến đầu đớn mẹ nó chứ Ở trong bí cảnh Liễu Ngọc đang đắm chìm trong mộng đẹp phát tài Không biết là người nhà đang lo lắng Lại càng không biết Ở bên ngoài có biết bao nhiêu người đang am ước ghen tị Thậm chí có những kẻ còn cầu mong Y sẽ chết Giang Thế Bạch nhìn sang Diệp Đình Vân Hình như có người đến Diệp Đình Vân gật đầu Ta đã biết Có bảy bẫy thực vật ở bên ngoài Nhưng chưa chắc đã có tác dụng đó Giang Thế Bạch không thèm để ý Đoạn nói không sao chỉ có một tên liễu ngọc nghĩ nghĩ ây à, có lẽ tên kia cho rằng là chúng ta không khó đối phó cho nên chỉ phái một người đến đó rất có khả năng giang thế bạch híp mày thầm nghĩ bọn tu sĩ ngoại vực rất cao ngạo đã xem thường quả nhiên là một đám vớ vẩn một tu sĩ mặc áo bào xám bay đến thì ra các người trốn ở đây hắn thoáng nhìn qua không gian giới chỉ trên tay của liễu ngọc <laughs> Vận khí của ta hôm nay thật tốt Hay à ngươi chỉ có một mà chúng ta có ba đó Phải là chúng ta gặp may mới đúng Ngươi ngố ngẩn Một cái đầu lâu đột nhiên xuất hiện Khổng lồ quát lớn Phi lộ Đi Cái đầu lâu bay tới bọn Giang Thiếu Bạch Trong miệng của nó phun ra một màn xương quỷ dị Giang Thiếu Bạch vung tay áo Cái đầu lâu bịch một tiếng rơi xuống đất Liễu Ngọc thấy cái đầu lâu rơi xuống Mới thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ thật là tốt lại là một tên ra oai hù chết mình lúc cái đầu lâu bay đến liễu ngọc cảm giác như là có yêu thú cao cấp đang nhìn mình chằm chằm không thể cử động nổi kết quả cái đầu lâu lại rơi xuống đất có lẽ nó quá to nặng tên tu sĩ áo xám hoảng sợ phát hiện đã mất kết nối với cái đầu lâu người, người làm gì tên này là người của luyện huyết tông cái đầu lâu không phải là pháp khí của gã mà là sư phụ cho mượn sợ gã bị phản phệ cho nên đã phong ấn đến bảy thành công lực của cái đầu lâu tuy nhiên nó cũng vẫn rất lợi hại giang thế bạch mỉm cười thần bí cái đầu lâu to lớn chợt bay đến xông về phía gã áo bào kia mà cắn xé tên này nhìn thấy cái đầu lâu bay ngược tấn công thì lập tức lùi lại vận công pháp ý đồ giành lại quyền khống chế cái đầu thế nhưng tốc độ của cái đầu lâu rất nhanh tên áo bào xám bị đầu lâu cắn một cái nửa người tổn thương không không thể nào Hắn hét lên một tiếng Lúc được sư phụ cho pháp khí Hắn vô cùng hưng phấn Trong lòng nghĩ rằng sư phụ phong ấn bảy thành công lực là quá nhiều Chỉ cần phong ấn năm thành là được Ai ngờ vừa gặp người khác đã bị cướp mất Trong lòng tên này phát lạnh Hoài nghi có phải do thực lực của mình yếu Không đủ sức điều khiển pháp khí như vậy Giang Thiếu Bạch lấy ra lôi ấn Lạnh lùng đánh về phía đối phương Tên tu sĩ này không kịp chạy trốn Trong tiếng sấm sét kêu lên một tiếng rồi tan xác Liễu Ngọc đến đây thì cao mày Ây à, mấy cái tên kỳ quái chứ Lúc đến thì hùng hùng hổ hổ con mẹ nó Vừa động thủ thì lại héo rũ <laughs> thật là kỳ quái mà Diệp Đình Vân quay mặt sang chỗ khác Thầm nghĩ không phải là chúng kỳ quái Mà là chúng xui xẻo Chúng tu luyện theo con đường âm quỷ Vừa khéo, Giang Thiếu Bạch là khắc tinh của âm quỷ. Cái đầu lâu vừa nãy, khi còn sống hẳn là của một tu sĩ toàn đan. Tên tu sĩ áo bào xám là hợp động thiên hậu kỳ, có thể miễn cưỡng điều khiển được. Nếu không gặp Giang Thiếu Bạch, thì hắn có thể dựa vào pháp khí đó mà đại sát tứ phương. Tuy nhiên tên này xui xẻo lại đụng chúng phải Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch vừa ra tay, khiến cho tên tu sĩ này và cái đầu lâu mất kết nối, thực lực đại giảm. Có lẽ bọn tu sĩ ngoại vực thích khoa trường thành thế đâu Hẳn là không có gì đáng lo Ây à đúng vậy đó Liễu Ngọc tiến đến kiểm tra thi thể Không có không gian giới chỉ Là một cái tên nghèo nàn mà Giang Thế Bạch phát hiện mấy túi chữ vật Bèn tịch thu hết Tên này không có không gian giới chỉ Chúng ta đi tìm không gian giới chỉ đi Giang Thế Bạch nghĩ Câu này của Liễu Ngọc nghe thật là bá đạo Đa, đa chợt nhảy lên ngồi trên vai của Giang Thế Bạch Nghiêng đầu sùng bái nhìn Liễu Ngọc dường như nó phải lau mắt mà nhìn đại thiếu gia ây ta nói cái gì sai ạ à? À, à không có đi thôi ây à, được thôi lúc này một tu sĩ mặc áo bào xám đứng trên sườn núi quan sát mấy người thất sát tông bị chặn tại sao hách sư đệ còn chưa tới lúc nãy hắn nói phát hiện được ba con chuột nhỏ chắc là đi bắt chuột đó hắn liệu có bị lật thuyền trong mương bị chuột ăn thịt chứ. Không đâu, ngươi cũng thấy, mấy tù sĩ địa vực căn bản là chưa từng thấy máu, <laughs> một đám ẻo lạ, cơ bản không có gì đáng lo đâu. Mặc kệ, hắn có bị chuột giết thì cũng đáng đợi. Đúng là hắn chết thì kệ hắn, nhưng pháp khí trong tay hắn mà thuộc về người khác thì thật là đáng tiếc. Ba ngày sau, Giang Thế Bạch, Diệp Đình Vân và Liễu Ngọc rời khỏi sơn động, nhìn thấy tín hiệu cầu cứu Hey, vẫn là tín hiệu của âm linh các này Vẫn là mấy sư tỷ kia sao Ê à, may mà chúng ta không đi cùng họ Nếu không khả năng cũng bị bao vây rồi Giang Thế Bạch gật đầu Đúng như vậy đó à, Chúng ta là rất may mắn đó Liễu Ngọc nhìn theo hai người kích động Ê à, Giang tiên sinh, Diệp tiên sinh Chúng ta có lên đến xem hay không Hiện giờ Có tu sĩ ngoại vực ở trong bí cảnh Nếu như sau này chỉ có bọn họ sống sót Thì tình cảnh quả nhiên cũng rất gian nan giang thế bạch trầm ngâm một lát mới nói liễu thiếu gia nói rất có lý đợi đến khi người của lăng thiên tông đều chết hết có lẽ chỉ còn những tu sĩ của ngoại vực sống sót vậy thì tất cả bí cảnh đâu đâu cũng là kẻ thù đến lúc đó họ sẽ rất khó mà hành động hết tập 47. Hết chương 267. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.